xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái quán bánh tráng trộn, cái xe bánh tráng trộn và cái quán ruột của mình hay ăn. Cô này bán trước trường cao đẳng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nằm trên đường Vĩnh Viễn. Món bánh tráng trộn của cô bán rất là đắt khách, rất là ngon. Mình ăn từ sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh mình ăn rồi, cách đây khoảng 4-5 năm. Mình rất hay ăn ở quán của cái xe bánh tráng của cô. Giờ cơ hỏi con có bạn gái chưa, con có con luôn rồi. Mày nói vậy, sao lúc mày mua đây là con có vợ chưa? Đúng, con mới đầu con mua đây là mới bạn gái rồi. Mua vợ đâu, Thế con chở đi đó. Không biết là vợ con người ở đâu. Cùng Bình Phước con luôn. Sau một hồi chờ đợi thì mình đã có được bịch bánh tráng trộn. Bạn quan sát bịch như này là 10.000, có hai chữ cút. Theo mình ăn mình cảm nhận thì bánh tráng cô trộn là tương đối đầy đủ gia vị, tương đối là ngon. Rất như cô bán trước cổng trường cao đẳng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, rất được rất nhiều bạn sinh viên, bạn trẻ ghé mua ăn rất là nhiều. Đây là đôi khi các bạn mua vào giờ cao điểm, bây giờ sinh viên giờ tan học thì các bạn phải đợi, và thậm chí có một số bạn đợi lâu mà chưa mua được các bạn đi luôn. Mình thì hiện tại mình hôm nay mình mua ba phần thì mình cũng đợi khoảng 15-20 phút mới được ba phần. Nói chung là trước cổng trường học rất đông người mua nên mình đôi khi mình mua phải đợi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái món bánh tráng trộn ở cái vỉa hè này, vỉa hè trước chợ đây. Rồi, thân chào và hẹn gặp lại các bạn.